Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, có chị nào mình đang coi em chưa? Hôm nay về trễ không chị được làm tóc. Rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Chị nào mình đang coi em thì mình chấm cho em thấy nha các chị ơi. Hôm nay là ngày gì các chị có biết không ạ?